Hello, xin chào các chị. Các chị ơi, bây giờ thì các chị gặp hàng Lê thì để có một làn da đẹp rất là dễ nha các chị ơi. Rất là dễ. Ngày hôm nay thì em sẽ giới thiệu cho các chị một loạt những cái siêu phẩm để làm đẹp nguyên một bộ làm đẹp tại da hàng Lê. 100% những cái bộ sản phẩm này là được nhập khẩu từ Úc nha các chị nhá. Đặt hàng riêng và giá tiền cực kỳ yêu thương so với chất lượng các chị phải bỏ ra. Giá tiền cực kỳ yêu thương so với cái giá serum đâu em, viên uống đâu em, một bộ của Úc đâu. Em bây giờ thì em có rất là nhiều dòng sản phẩm khác nhau của Hàn Quốc này, của Nhật này, của Mỹ này, nhưng mà em sẽ giới thiệu cho các chị bộ sản phẩm đặc biệt nhất, đó là bộ sản phẩm làm trắng da, chống lão hóa và điều trị nám á. Ngày trước là em nắm cục, mụn thì lấm tấm trên mặt rất là nhiều, nhưng mà bây giờ thì các chị nhìn ra em chưa phải là đẹp, nhưng mà nó còn tuyệt vời hơn trước đây rất là nhiều. Thì bây giờ em xin giới thiệu sơ bộ cho các chị một số sản phẩm ạ. Và đầu tiên em sẽ dùng cái máy massage để đẩy kem, đẩy serum tinh chất tế bào gốc nhau thai kiểu. Đúng rồi chị Man Blue. Chị xài đầu tiên chị sẽ thấy mùi hương rất là thơm, rất là thư thái. Sau đó thì chị sẽ buổi tối chị xài, buổi sáng chị dậy chị giờ ra chị thấy rất là mướt và sướng luôn. Thì bây giờ em sẽ giới thiệu cho các chị đầu tiên. Bước đầu tiên là các chị tất nhiên là phải ngủ dậy là phải rửa mặt, hoặc là buổi tối là phải rửa mặt rồi. Các chị sẽ xài serum tinh chất tế bào gốc nhau tay kiểu giùm em nha chị nha. Serum tế bào gốc nhau tay kiểu. Dạ được chị Vita, các chị ơi, các chị đã nhận được kem ngày kem đêm rồi, các chị xài các chị cảm nhận đầu tiên cảm nhận như thế nào ạ? Đây là em sẽ xài một ít serum tinh chất tế bào gốc nhau thai kiểu và bạn sẽ nói về cái serum này một chút. Kem serum tinh chất tế bào gốc này nhau thai kiểu, từ cái công dụng của nó mang đến rất là tuyệt vời cho làn da của các chị ạ. Điều trị những cái vết thâm nám, tái tạo lại da cho mình và làm đều lại những cái sắc tố, làm đều lại màu da của mình nha các chị nha, hồi xuân lại làn da cho mình ạ. Thành phần chính của em cô tinh chất serum tinh chất tế bào gốc từ nhau thai cừu này là bao gồm tinh chất tế bào gốc từ nhau thai cừu và collagen. Nên các chị có thể kết hợp với lại máy massage mặt bên em để giúp cho serum có thể thẩm thấu nhanh vào da hơn. Em serum này thì trời ơi, phải nói là khách em là chị, các chị duy trì sử dụng là bây giờ đã có một làn da rất là đẹp rồi. Những cái vết thâm nám đã mờ đi rất là nhiều luôn rồi chị nha. Khách khen cực kỳ nhiều cái em serum này luôn, tới khoe da với em hoài luôn á chị. Da bây giờ là mướt mộng cực kỳ luôn á chị nha. Serum tế bào tinh chất tế bào gốc từ nhau thai cừu là hàng 100% từ Úc nha các chị yêu nha. 100% từ Úc nên là cái chất lượng là các chị hoàn toàn yên tâm mà. Mỗi buổi sáng thức dậy là sau khi rửa mặt xong là các chị đừng quên qua cái bước dưỡng quan trọng là cái bước serum tinh chất tế bào gốc nhau thai cừu. Chỉ cần cho vài giọt lên da mặt của mình mỗi ngày 2 lần thôi. Duy trì sử dụng là da sẽ cải thiện cực kỳ tốt luôn nha chị nha. Kết hợp với lại máy massage thì cái thành phần serum nó sẽ thẩm thấu vào da nhanh hơn và nó sẽ thẩm thấu sâu hơn, để cho cái bước tái tạo, cái bước hồi xuân làn da của mình nó sẽ cải thiện hơn nhiều luôn đó chị nha. Làm đẹp bây giờ đơn giản lắm, không cần phải đi mỹ viện, không cần phải đi spa. Các chị cứ ở nhà thôi, các chị cũng có một làn da cực đẹp rồi. Tại sao chị em mình lại không chịu làm đẹp ạ? Tại sao lại không chịu chăm sóc da mình từ bây giờ ạ? Máy này thì nó có chế độ nóng và chế độ lạnh. Đầu tiên em sẽ xài chế độ nóng, sau đó em sẽ xài chế độ lạnh để em khóa kem vào. Chị Hoa Trần gì cũng muốn mua mà chị phải mua trọn bộ thôi chị ơi, trọn bộ dưỡng thôi để cho làn da của mình lúc nào cũng được chăm sóc bồi dưỡng thật là đẹp luôn nha chị nha. Giá tiền của serum tinh chất tế bào gốc từ nhau thai cừu là 790 và máy massage chị Hằng đang dùng giá tiền là 870k nha chị nha. Serum thì cái công dụng mà em nó mang lại thì quá tuyệt vời rồi. Phải nói rất là nhiều chị khách bên em là đang duy trì sử dụng và cực kỳ ưng, cực kỳ khen cái em serum này luôn rồi chị. Làm đẹp bây giờ không khó, không có tốn thời gian tí xíu nào nữa, không cần phải ra spa, không cần phải tốn nhiều tiền nữa nha chị nha. Có thể làm tại nhà luôn, mỗi ngày chỉ cần tốn cỡ 5-10 phút để chăm sóc da thôi là da của mình được cải thiện rất là nhiều rồi ạ. Ok chị Hồng Phương nha, máy massage là 870 á chị Bích Thảo ơi.
Và các chị đặt cái gì thì đặt ngay trên này nhá. Inbox các bạn check hơi lâu. Inbox thì các bạn check hơi lâu quá các chị quá ơi. Tải rồi, nên quá là nhiều các chị đặt hàng hoặc là cần tư vấn inbox về nhà bạn. Em bây giờ là quá tải rồi các chị. Nhiều lắm luôn rồi, không thể check được. Bây giờ có 50 bạn một ngày cũng không check được hết inbox của các chị, nên mà có đặt hàng thì các chị cứ gọi điện hoặc nhắn tin vào điện thoại, hoặc là các chị đặt trực tiếp ở trên này nha các chị nhá. Các chị cần tư vấn về bất cứ cái sản phẩm gì hay là cần đặt hàng nhanh thật là nhanh thì cứ để lại tên sản phẩm kèm số điện thoại giùm em nha chị nha. Kem chống nắng là 500k chị Nguyễn Hương ơi. Chị Ngọc Châu mỹ phẩm hàng Lê sử dụng thì quá tuyệt ID vời rồi. ID ở đây em lấy cho chị Trần Phượng một máy massage. Ok chị Trần Phượng một máy massage nha, chị Trần Phượng nha. Giới thiệu chút về máy massage đi em. Máy massage này thì em có cái chế độ là 3 chế độ luôn, là chế độ nóng, lạnh và có chế độ rung nữa. Các chị có thể sử dụng là trước khi mà mình trước nói chung là cái bước đầu khi mà mình sử dụng cái serum á thì mình nên để cái chế độ nóng, để cái chế độ nóng và massage từ dưới lên, để cho bắt đầu là chế độ nóng nó sẽ mở dần cái nang, cái lỗ chân lông của mình ra để cho thành phần serum nó sẽ dễ thẩm thấu vào da hơn. Cứ massage nhẹ nhàng từ dưới lên. Không có số điện thoại em mới chốt được, không có số điện thoại em không chốt được đâu chị. Các chị thông cảm, tại vì là bây giờ là bên em kem ngày kem đêm về, bắt đầu là khách mua về xài vài ba ngày là bắt đầu là giới thiệu khách hàng rất là nhiều luôn. Bây giờ là em bị nghẽn rồi, đúng như là nghẽn tin nhắn rồi các chị. Nên mà các chị đặt cái gì cứ để lại là ok chị Ái Loan, em lấy chị một máy massage. Chị Nhung mua ok, chị Nhung mua em lấy à? Chị một máy massage. Sau đó thì em sẽ xài cái này là cái chống thâm chống nhăn quần mắt. Bạn sẽ nói một chút về thành phần của cái này. Cái sản phẩm này nó sẽ giúp cho chị em mình là chống thâm và chống nhăn nha các chị. Chống thâm chống nhăn và chống bọng mắt ạ. Nó có cái đầu lăn, ba cái đầu lăn trên này ạ. Cái em chị thâm quần mắt này thì là phải nói là không thể nào thiếu rồi nha chị. Cái thành phần chính của em này là từ thiên nhiên hết luôn, là từ tinh chất lá cây hương thảo, tinh chất lá hoa trà và những cái hợp chất hoàn toàn từ thiên nhiên khác ở trong cái em kem chị thâm quần mắt chống nhăn quần mắt này ạ. Và đầu ở cái đầu tuyết nó sẽ có 3 viên bi lăng, để khi các chị sử dụng nó sẽ massage luôn cái vùng bọng mắt của mình nha. Nó sẽ đánh tan hết cái vết thâm ở dưới vùng bọng mắt của mình ạ. Và một tuyếp như vậy là mình dùng được rất là lâu luôn, dùng được từ 4 tới 6 tháng luôn á chị. Mỗi lần mình chỉ cần dùng một cái lượng nhỏ thôi nha chị nha, không thể nào thiếu mỗi ngày giùm em. Mỗi ngày phải nhớ sử dụng em này 2 lần một ngày giùm em nha các chị nha, sáng và tối. Tại vì các chị có chăm sóc da, dưỡng da nhưng mà cái vùng bọng mắt của mình nó cứ bị thâm đen hay là nó có những cái vết nhăn á, là coi như là nhìn nó là đang có cái dấu hiệu lão hóa trên da á chị. Nhìn nó cũng không có sức sống nhiều, nên là mình phải đánh tan cái vùng bọng mắt của mình nha chị nha, để cho da lúc nào nhìn cái nhan sắc của mình lúc nào cũng tươi trẻ, lúc nào cũng có sức sống tràn trề luôn nha chị. 890k một cái tuyếp chị thâm quần mắt chống nhăn da này nha chị nha. Công dụng chính của em này là thôi bây giờ thì em sẽ cho xin một miếng nước ạ, để uống ạ. Không có là khát thì chắc ngất luôn ở đây luôn, cả ngày cả buổi không được uống nước luôn, cứ đứng ngắm không à. Nhìn da đẹp quá ngắm. Kem này thì chị Hằng em là đang duy trì dùng mới có 10 ngày thôi là da đã, em thấy là khi mà chưa thoa kem thôi là em đã thấy nó trắng nó sáng rồi nha các chị nha. Nhưng mà cứ duy trì mỗi ngày thôi là da sẽ bật tông sáng đều dần và những cái sắc tố trên da nó sẽ đều màu lại. Nó sẽ chống lão hóa cho da và da của các chị sẽ được hồi xuân tươi trẻ trở lại nha các chị nha. Em kem ngày nó có công dụng khác và kem đêm nó có công dụng khác, nên là các chị nên sở hữu trọn bộ kem ngày và đêm để mình có thể chăm sóc da được tốt nhất ạ. Sử dụng kem đêm thì trong lúc mình ngủ mình vẫn có thể được dưỡng ẩm, được bồi dưỡng, được chăm sóc da ngay cả khi mình đang ngủ nha các chị nha. Sáng hôm sau nhìn da là mê ơi là mê luôn. Sau cái bước dưỡng thì mình tới cái bước bảo vệ da như mỗi ngày với em chống nắng IHL nha các chị nha. Chống nắng IHL là không thể nào thiếu mỗi ngày rồi. Chống nắng IHL này là của Nhật nha chị nhá. Em chọn nước Nhật để làm cái chống nắng IHL này. Tại vì là nó em xài thử rất là nhiều nước kể cả của Úc rồi, nhưng mà em vẫn ưng của Nhật nhất, nên mà em lại bắt đầu là đặt hàng bên Nhật chứ không phải là đặt hàng bên Úc hay là Hàn Quốc ạ. Cái sản phẩm chống nắng này em đã xài và em thấy và các chị cũng thấy luôn đó, đúng không các chị yêu? Rất là nhiều khách của em ở trên này các chị đang xài cái sản phẩm chống nắng IHL, chống này nắng nha, IHL của Úc thì các chị cũng biết rồi, thì các chị sẽ cảm nhận tốt nhất về sản phẩm chống nắng IHL này. Đây các chị sẽ thấy khi em xài lên thì da lên tông ngay.
bóng mướt ngay. Và cho dù là trước đó là chị Hằng có cho những cái lớp dưỡng trước rồi, nhưng bây giờ đánh chống nắng lên nó vẫn thẩm thấu hết luôn nha các chị nha. Vẫn là thẩm thấu, mỏng mịn, căng mướt cực kỳ luôn. Và nó sẽ là một cái lớp áo giáp ở trên da của mình để bảo vệ da của mình dưới ánh nắng mặt trời, không có bị thâm đen, bảo vệ rất là tốt cho da luôn, và da sẽ bật tông ngay và liền luôn á chị nha. Sử dụng kem chống nắng mà các chị chăm dưỡng da rồi là chỉ cần một lớp kem chống nắng thôi là tự tin ra ngoài rồi á chị. Da được che phủ cái lượng khuyết điểm tuyệt đối luôn rồi chị nha. Da chống nắng là phù hợp với mọi loại da nha chị Bích Liễu ơi, da khô nhường tuyệt vời luôn cũng được hết cho chị. Ok, chị Võ Thu Hằng một kem ngày và một kem đêm nha chị Võ Thu Hằng nha. Những cái sản phẩm bên em á thì cái độ thẩm thấu là tuyệt đối luôn, nên là các chị hoàn toàn yên tâm. Mình có sử dụng bao nhiêu cái lớp mỹ phẩm ở trên da nhưng mà da vẫn rất là ráo nhẹ, vẫn cực kỳ mỏng mịn nha các chị nha. Da mướt bóng cực kỳ luôn ạ. Giá tiền em chống nắng này là 500k nha các chị yêu nha. Da bật tông ngay và liền luôn và che đi những cái lớp khuyết điểm ở trên da của mình. Da sẽ rất là đẹp luôn ạ. Và là một cái lớp áo giáp bảo vệ da của mình khi đi ra ngoài ngoài nắng là mình không có sợ tí xíu nào luôn nha chị nha. Em chống nắng IHL này là hàng của Nhật nha các chị yêu chống nắng vật lý ạ. Em nghe chị Yến Văn ơi. Ồ chị Nhân Nhàn Vi Quân kìa em. Xin số điện thoại coi ai đâu. Chị Nhàn Vi Quân ơi, cho em hỏi, cho em xin số nha để em kiểm tra đơn, thông cảm giùm em nha chị. Chống nắng là 500 nha chị Hương Phạm. Em chào chị Mộng Duy Nguyễn ạ. Em nghe chị Nguyễn Nhi Yến Băng ơi. Các chị cần tư vấn cái sản phẩm gì cứ để lại tên sản phẩm kèm số điện thoại giùm em để cho bạn gọi nha chị nha. Nếu mà bình thường thì em chỉ cần như thế này là đủ xinh rồi các chị. Chị Đỗ Hà, chị cho em xin số điện thoại để cho bạn gọi tư vấn về cái tình trạng da của mình hiện tại nha chị Đỗ Hà nha. Cái sản phẩm từ kem ngày, kem đêm cho đến kem thâm quần mắt, đến kem chống nắng, kem đa năng nữa. Chị nào vẫn còn thắc mắc về bất cứ cái sản phẩm gì cứ để lại cho comment giùm em nha chị. Chống nắng em đang có hàng nha chị Vita, em đang có hàng nha. Mình cứ để lại số điện thoại để em chốt hàng cho mình nha chị, để có chống nắng dùng nha chị yêu. Dạ đúng rồi chị Hương Phan ơi. Sở hữu nguyên trọng bộ dưỡng da của bên em là các chị không cần phải tốn thời gian đi spa, không cần tốn nhiều tiền để chăm sóc da mỗi ngày nữa nha chị nha. Mà da cải thiện rõ luôn, da được hồi xuân rõ luôn á chị. Tại vì trên 30 tuổi là da bắt đầu có những cái dấu hiệu lão hóa rồi, nên là mình phải chăm sóc cho da thật là kỹ nha chị nha. Da đẹp quá. Quay. Bóng quá trời bóng luôn. Giờ ăn kem quá trời. Ủa chịu trở mắt rồi. Dạ được nha chị Hoa Hồng Xanh ơi. Bầu mắt. Trời ơi, cứ tím một chị đi hỏi chị cũng mệt nữa. Dạ kem chị thâm quần mắt giá tiền 890k nha chị Sumo. Ok chị Thu Ngọc một nhau thay cừu. Một chị Đoàn Trinh một viên uống trắng da nhau thay cừu ạ. Viên uống trắng da nhau thay cừu mỗi ngày uống một viên trước khi ăn giùm em nha chị Đoàn Trinh nha. Ok bây giờ để tránh được chị Gia Tứ một chống nắng. Ok chị Gia Tứ. Nhà mình còn son không em? Còn son giống chị hay đánh màu số 101 đó. Cái màu đỏ cam em. Ok chị Tâm Phi và chị Hương Phan nha chị. Còn son 101 không? Sợ nợ đơn khách thôi. Hôm qua là ít là đúng rồi, hôm nay thông qua được rồi, về đã công. Vừa từ sân bay chúc mà đem về giờ. Ok bác thích chị ơi, để tình trạng là thiếu nợ các chị thì em sẽ chị chưa nhận được, chị cho em số điện thoại lại đi ạ. Để em cho các bạn chốt lại và kiểm tra đơn hàng lại chị. Dạ viên uống trắng da nha thay cừu giá tiền là 1.250.000 nha chị Cherry nha.
chết rồi chị Mộng Duy, chị cho em xin lại số nha, để em ship thêm cho mình cái chị thăm quần mắt nha chị Mộng Duy ơi. Sao vậy em? Thiếu cái chị thăm quần mắt, giao mỗi kem ngày kem đi. Giao vậy thì thiếu của chị thì free ship cho chị. Chị Mộng Duy cho em xin lại số nha chị nha, để đơn hàng free ship cho mình nha chị. Chị Thơ Phạm uống viên nho thay cừu kinh nguyệt đều lắm, em cảm ơn chị Thơ Phạm nhiều nha. Em đó thì quá tuyệt vời rồi chị ha, chăm sóc da từ bên trong mà lại rất là tốt cho sức khỏe của chị em phụ nữ luôn. Chị Tuyết Hoa đặt hai cây kẻ mắt nút thì cho em xin số điện thoại nha chị Tuyết Hoa ơi. Kẻ mắt này thì dùng xuống lắm, không có lem, không trôi mà dễ tẩy trang. Nhớ xài cái kem đa năng này mỗi khi đánh son nha các chị nha. Nó sẽ làm môi mình căng mọng hơn. Cái kem đa năng này thì thành phần của nó là cũng là từ thiên nhiên, từ đu đủ và từ kali á chị, nên là rất là lành tính cho những cái em trẻ nhỏ vẫn dùng được nha chị. Chị lấy hàng cho khách luôn à. Chị Eva một tiếp chị thăm quần mắt chị một ơi. Một chị thăm quần mắt rồi, chưa có chị thăm quần mắt. Ok, bây giờ các chị đặt cái gì để em lấy hàng luôn cho các chị nha các chị ơi, để tránh tình trạng là thiếu hàng của các chị như lâu nay vẫn cứ đặt hoài không có hàng. Chị Đức Tộc em chào chị yêu. Lấy kem chống tâm quần mắt đi. Phụ nữ mình 30 trở lên là phải xài kem chống tâm và chống nhăn vùng mắt rồi chị yêu. Hàng này 100% từ Úc đưa về ạ. Có giấy tờ đàng hoàng, có giấy phép đàng hoàng. Và các chị yêu ơi, các chị chia sẻ like dùm em nhé. Các chị ơi, các chị gọi điện đi. Bây giờ các chị nào đặt hàng gì thì em sẽ tư vấn cho sản phẩm đó cho các chị. Và em sẽ xin các bạn một tí gió nha các chị nha. Nên uống trắng da chống lão hóa nhau là kiểu. Các chị ơi, đừng có nói riêng về mỹ phẩm mà nói về sản phẩm các chị đang xài. Chứ còn các chị nghe người khác nói thì cũng không cái gì. Nhưng mà các chị cứ phải nói là serum, viên uống hay là bất kỳ cái sản phẩm gì các chị đang xài nha các chị nhé. Chuẩn bị đi. Đây ạ, rồi đọc đi Tú Anh. Ai đặt cái gì thì đọc nào. Kem đa năng các chị lấy nguyên một hộp này đi. Rẻ, chất lượng, tuyệt vời chất lượng luôn các chị. Viên uống trắng da chống lão hóa nhau tay kiều là 1.250.000 chị nhé. Tất cả những chị mà đang sử dụng viên uống trắng da thì chỉ có nói thích và thích thôi ạ. Các chị ơi, bây giờ thì em sẽ trực tiếp lấy hàng cho các chị luôn. Tại vì là cái sản phẩm này thì em đang về nữa, nhưng mà em về nhiều, nhưng mà tại vì là phải cung cấp cho các đại lý nữa. Và bây giờ đại lý bên em rất là nhiều. Các chị chia sẻ like cộng với lại để lại những cái ý kiến thật là xài sản phẩm như thế nào thì để lại ý kiến như vậy dùm em. Để chính xác nha các chị nha. Để chị Nguyễn Hằng lấy một kem đa năng ạ. Một kem đa năng, ok chị Nguyễn Hằng, giá 350k. Lấy một viên uống trắng da nhau tay kiều. Viên uống trắng da nhau tay kiều đâu em? Bỏ đó ra. Gọi đây này chứ cái này. Hả? Phải nhảy chưa? Trời ơi chết rồi em ơi, serum viên uống hết rồi đây, chị gọi điện coi. Chị đã bảo rồi mà, viên uống là cháy mà. Chị Hoàng Lan Mai lấy một kem đêm ạ. Viên uống vậy là em hết rồi, cháy nữa rồi, một kem đêm ok em. Chị Hà Đỗ lấy một hộp viên uống với một serum tinh chất nhau thay cừu. Lấy serum trước nha, viên uống hết rồi em hả? Ok vậy nha. Hết viên uống rồi em ơi. Tạm hết viên uống rồi, lấy serum cho chị ship trước cho chị. Đem serum bên đây cho chị em. Trông đa năng ạ. Một kem đa năng ok. Cái này mình huyết áp thấp không được uống hả? Không. Huyết áp thấp dùng đắp mặt nạ. Để cái thùng cũng để lộn ngược nữa. Lấy cái ghế đựng ở góc đó cho chị. Đọc tiếp đi em nhanh chị nhanh. Chị Thu Lê viên uống nha thay cực. Viên, trời ơi chết rồi nào. Viên uống rồi lại nợ đơn. Lại nợ ạ. Các chị yêu ơi, hết viên uống rồi. Hôm nay chính thức hết. Đấy em bảo rồi. Về bao nhiêu cũng không đủ. Hôm nay những cái sản phẩm này em về rất là nhiều. Nhưng mà em sợ là buổi chiều nay em về thì em sợ là không biết là có đủ hàng cho các chị không nha các chị nhá. Các chị ơi gọi điện để đặt hàng hoặc là để lại comment trên này. Khi các chị xài những sản phẩm bên em ạ, sản phẩm em đã cho cái hiệu IHL lên rồi, gắn IHL lên rồi, nhất là bên Úc hoặc là bên Hàn Quốc về hoặc là bên Nhật về thì phải tuyệt đối tuyệt vời em mới đưa đến cho các chị nhá, tuyệt đối với tuyệt vời luôn. Serum lúc này có chị đặt này, serum tinh chất tế bào gốc nhau tay kiều, nó là serum nhau tay kiều cộng với collagen nha các chị, nó sẽ làm cho da của mình sáng hồng, mịn màng, căng bóng hơn, tràn đầy sức sống hơn rất là nhiều ạ.
Rồi đọc em ai đặt cái gì từ nãy đến giờ bạn ghi kìa. Lấy giấy của bạn đọc đi để chị cất riêng cho khách để khỏi thiếu hàng của khách. Rất là nhiều, đọc đi nhanh lên. Dạ, viên uống nhau thay cừu là 1.250.000 nha chị nha. Chị Nguyễn Quỳnh ơi. Chị Ngọc Châu chống nắng IHL tuyệt vời nhất luôn, chống nắng rất tốt, da trắng hồng tự nhiên, xài lên da tự nhiên mà lại còn không bị rất là kìm dầu, rất là tốt đúng không chị ơi? Không có cảm giác đang xài kem phấn gì hết, rất là sướng luôn. Serum tinh chất tế bào gốc nhau thay cừu đây ạ. Cái sản phẩm em đang cầm trên tay đây các chị nhá. Sản phẩm em đang cầm trên tay đây ạ. Chị Hằng Lê lấy một kem đêm và một viên uống ạ. Nha không? Dạ. Chụp hết lại. Một viên uống rồi nợ đơn nữa. Em đọc đi, nhanh lên để cho chị lấy hàng cho khách nào. Chị Nguyễn Thứ lấy một kem ngày và một mặt nạ ạ. Một kem ngày, một mặt nạ, kem ngày là đây. Chị lấy nguyên một cặp xài đi chị. Rất là ok luôn, điều trị thâm nám tàn nhang, làm trắng sáng da, làm đều màu da. Mà hôm sau mà có nâng cơ với mặt nạ tối yến cho các chị xài nữa thì nó phải nói là điều tuyệt diệu luôn đó các chị. Các chị ơi, em bây giờ về chuẩn bị là đưa đi cho đại lý rất là nhiều luôn. Chị nào đang xài sản phẩm bên em thì cho em xin ý kiến nha, em sẽ chụp hình màn hình lại. Và những chị nào mà có lời hay thì em sẽ đăng lên và sẽ khoanh tròn các chị lại những chị Mộng Duy, thank you chị rất là nhiều ạ. Bây giờ thì còn chị nào chưa, em cũng áp ủ nó 5 năm á chị. Đây là cái kem chống tâm quầng mắt ạ. Đây là một cái hộp kem đêm ạ. Và đây là một cái hộp kem ngày ạ. Hộp kem ngày ạ. Em cam đoan rằng khi mà các chị nhận được kem ngày kem đêm cũng giống như những chị khách mấy ngày hôm nay tôi ạ. Nhận được kem ngày kem đêm các chị xài, các chị mở ra xem, các chị ngửi thấy mùi là các chị đã hài lòng rồi. Và các chị sẽ có nhiều những cái ý kiến sản phẩm cho em hơn, nhiều những cái feedback hơn ạ. Và đặc biệt là nếu như mà các chị có xài sữa rửa mặt IHL ạ. Sữa rửa mặt IHL này của Hàn Quốc nha chị nhá. Hoặc là chống nắng IHL, hoặc là phấn hay là mặt nạ IHL. Thì phấn với mặt nạ thì hiện tại em chuẩn bị bỏ mẫu rồi để em ra mẫu mới đẹp hơn, ok hơn, tốt hơn nữa. Và đây là cái này dán tem phụ rồi hả? Đây ạ, serum tinh chất tế bào gốc nhau thay kiểu. Sản phẩm dưỡng trắng da chống nhăn da IHL. Có số đăng ký của Bộ Y tế trên này, quy cách đóng gói 3 lọ này. Sử dụng giúp quá trình lão hóa da. Lão hóa da diễn ra chậm hơn, đánh bay nám tàn nhang, sạch tâm nám, da ngăm đen, giúp da của mình lên tông và đẹp hơn. Rất là nhiều hướng dẫn sử dụng có ngay trên tem phụ này ạ. Có nhà nơi sản xuất, có nhà sản xuất và có công ty phân phối tại Việt Nam, đó là công ty Hằng Lê, có đầy đủ ở trên này các chị có thể xem. Bây giờ bắt đầu là em sẽ đưa những cái có những cái hướng dẫn sử dụng ở trên vỏ hộp này cho các chị rồi. Các chị về cứ xài theo hướng dẫn sử dụng trên vỏ hộp này là ok nha các chị nhé. Đây là serum tinh chất tế bào gốc nhau thay kiều ạ, dành cho tất cả mọi chị yêu ạ. Còn cái này là kem ngày và kem đêm thì các chị đã biết rồi đúng không ạ? Bây giờ thì em sẽ có một rất là nhiều các cái ý kiến của khách hàng. Chị Phương Nguyễn, một chống nắng một sữa rửa mặt em. Một chống nắng một sữa rửa mặt, lấy chống nắng với sữa rửa mặt ra đây, chị chốt đơn trực tiếp cho khách luôn. Tú Anh ơi đọc đi em. Đọc đi để chị lấy hàng cho khách nào. Còn chị nào còn chưa có sản phẩm IHL nữa. Rất là nhiều, em bán rất là nhiều sản phẩm nổi tiếng nhưng mà tại sao các chị cứ hỏi là chị xài IHL thôi. Tại vì IHL em đã đưa IHL về cho các chị thì em phải đưa một cái chất lượng tốt và giá thành rẻ. Chị Lý Cẩm Giang, một nhăn mụn mắt, ok chị không? Chị Mai Nguyễn, một kem ngày, một hộp kem đêm, sao không lấy chống nhăn tuần quầng mắt và đa năng luôn chị? Chị Mai Nguyễn, một kem ngày, một kem đêm em. Chị Như Hồng, xài đá quá hả chị? Các chị yêu ơi, còn ok chị Sang Kim, một sữa rửa mặt ạ. Chị Sang Kim, một sữa rửa mặt này. Chị Quyên Hồ, một kem đa năng, một thâm quầng mắt, một đa năng, một thâm quầng mắt. Em sẽ trực tiếp lấy hàng cho các chị để không thiếu đơn như tình trạng từ mấy hôm nay thiếu đơn nữa. Một hộp viên uống nhau tay kiều cho em nợ đơn nha chị nhé. Tại hiện tại thì em không có hàng rồi. Chị Ái Vân ơi, giảm cân em, sorry chị, em nắp một chút. Giảm cân này là một cái viên giảm mỡ, nó sẽ đốt mỡ dư mỡ thừa, và cái giảm cân này rất là
phải có thời gian nha chị nhá. Thành thứ ra nếu em chỉ bán cho những chị mà đã xài giảm cân bên em rồi, còn những chị mà chưa xài giảm cân bên em, những chị lần đầu tiên xài giảm cân bên em thì em xin phép là không bán nha chị nhá. Sorry chị rất là nhiều. Trung tâm quần mắt là 809. Kem đa năng là 350. Serum tinh chất tế bào gốc nhau thai kiều. Serum tinh chất tế bào gốc nhau thai kiều là giá tiền là 790k. Viên uống trắng da chống lão hóa nhau thai kiều là 1.250.000 ạ. Còn cái màu kẻ mắt nước của Thái, các chị thấy mỗi nơi em nhập một thứ không? Tại vì nơi nào có đồ tốt là em sẽ đưa về cho các chị. Em không quan trọng nó là nước nào, em không quan trọng nó là đâu nước nào, nhưng mà em quan trọng nó tốt, chất lượng nó tốt. Đây các chị. Ok chị Tâm Phi tẩy tế bào kẻ mắt nước Thái đây là giá tiền là 270k thôi. Mặc dù là lượt này em làm đắt hơn, nhưng mà giá tiền không đổi, 270k một cái kẻ mắt nước Thái. Bao nhiêu là người lớn, bao nhiêu là cửa hàng lớn, bao nhiêu là nghệ sĩ lớn nhái em làm cái kẻ mắt nước, cũng thấy ta bán kẻ mắt nước cũng bán theo, thấy ta bán cái gì cũng bán theo, cuối cùng về khách xài không được, khách lại chửi cho lại mất uy tín, có phải khổ người không? Đừng có nhái theo, làm trời cho ai thì nấy dạ, lời nói ai thì nấy thưa, mà sản phẩm tốt thì người ta phải có một cái sự riêng biệt, không phải là cái gì cũng nhái được đâu nha các sếp. Nên mà đừng có nhái nhiều quá, thấy em bán kẻ mắt nước, thấy khách mua nhiều và thấy khách khen nhiều cũng kẻ mắt nước, cuối cùng về bán không xài được hả? Gần hết đem lên đây đi tí là có. Đây các chị yêu, xài là sướng lắm, kẻ mắt nước có 270k thôi. Tú Anh cũng xài, Nhung Mập cũng xài, Bé Hạnh cũng xài, nhân viên nhà em ai cũng xài, mặc dù là không có tiền nhiều cũng xài, em cũng vậy, nghèo nghèo chứ kẻ mắt nước nào phải có 5-10 cây trong nhà. Xài sướng và đã lắm, không lem, không trôi luôn, không nha trôi chị, dễ tẩy trang, chỉ cần xài sữa rửa mặt IHL vào là sạch sẽ luôn. Sữa rửa mắt nước các chị ơi, à quên, không phải kể rửa mắt nước, kẻ mắt nước ạ. Đem kẻ mắt nước lên đây cho chị. Chị ơi phải có số điện thoại em mới chốt được nha các chị, tất cả sản phẩm đều phải có số điện thoại. Kẻ mắt nước đâu em, đưa lên nha, nó có lại thiếu hàng của khách. Chị Quyên Thu lấy kẻ mắt nước, chị Vân Anh lấy một chống tâm cột mắt. Chống tâm cột mắt ok. Trời chết rồi, kẻ mắt nước còn nhiều vậy hả? Trời ơi chết em rồi, kẻ mắt nước còn nhiều vậy đó. Em tưởng các bạn nói điêu em cơ, em lại đòi đem lên rồi đọc đi. Hai hộp kẻ mắt nước. Đâu em đọc 4-5 hộp rồi. Nó cho 5 hộp luôn. Chị Thấm Ngọc một kẻ mắt, chị Nông Hương một sữa rửa mặt, một kẻ mắt nước. Chị Nông Hương một sữa rửa mặt, một kẻ mắt nước. Chị Hồng Chí Phương lấy một kẻ mắt nước, một mặt nạ. Một nạ, một nước. Chị Kim Ngân một kẻ mắt nước ạ. Một nước. Chị Mộng Duy lấy một, chị Jenny lấy một kẻ mắt nước. Một kẻ nước. Chị Easy, chị Huế Lê một kẻ mắt nước với một màu mắt. Một kẻ mắt nước, màu mắt chị chia sẻ like vừa được free ship lại còn vừa được à. Vừa được chia sẻ like đi, vừa được chi phí ship lại còn vừa được mua cái màu mắt với chị Minh Phạm một kẻ mắt nước ạ. Ok chị Minh Phạm một kẻ mắt nước. Cố gắng trên em chút rồi nha chị nha. Chị Hoàng Lưu giảm cân chị uống chưa ta? Em ghi đi. Cô hỏi coi chị đã từng uống chưa nha. Chị La Cẩm Linh một chống thâm quần mắt, một máy mát xa mặt. Một chống tâm quần mắt, một mát xa mặt, ok em. Chị Vinh Nguyễn một chống nắng hả? Chị Vinh Nguyễn một chống nắng, ok chị. Chống nắng em ơi. Chia sẻ like đi nha chị Duy Nguyên, chia sẻ like đi. Các chị chia sẻ like đi thì sẽ được free ship, ngày hôm nay em sẽ free ship chia sẻ like. Sẽ được mua hàng free ship, nhớ chụp những cái lời khách nha. Chị Đức Ngọc ơi, chị đặt sản phẩm gì vậy chị Đức Ngọc? Thank you chị Út Phạm. Cảm ơn chị ạ, nhớ chụp hình những cái ý kiến của khách hàng lại nha em nha. Để những chị nào xài rồi đó, có cảm nhận đó em. Ok chị Lan Ngọc một kẻ mắt nước, một má hồng số 2. Chị Tina Nguyễn đặt hàng để số điện thoại giùm em chị ơi. Chị Mỹ Lệ Phụng một kẻ mắt nước, thêm cho chị Mỹ Lệ Phụng một kẻ mắt nước em. Chị Phương Pha. Chị Hoàng Út nhỏ Phương Pha cho em xin số điện thoại, xin số chị điện thoại chị Phương Pha lại tặng cho chị một hai sản phẩm chị xài thử em.
Chị Phương Hoa cho em. Chị Phương Hoa theo dõi em 2 năm rồi mà không đủ điều kiện để mua hàng. Cho em số điện thoại em gửi tặng chị một cây son cực đẹp. Cây son giống màu em đang xài. Ai không có xài mỹ phẩm xài cây son này cũng được. Chị Phương Hoa cho em số điện thoại đi, em sẽ gửi tặng chị một cây son. Dạ chị, nhà may em cảm ơn chị ạ. Chị Mimi Huyền Lý kẻ mất nước 2 cái luôn. Đợi chị chút đây gọi điện. Dạ serum tinh chất tế bào gốc là 790 nha chị Thiêu Anh nha. Chị Vân Thanh mình xài mới có hũ nhau hai cừu đã bớt nám rồi, mừng ghê. Em cảm ơn chị Vân Thanh nhiều nha chị. Chị Tina một bát nước ok chị yêu. Em cảm ơn chị Phương Phương nha chị nha. Chị Đức Ngọc lấy sữa rửa mặt chống nhăn da, kem đa năng, kem ngày đêm và máy massage luôn. Ok chị Đức Ngọc nha. Ghi chị Đức Ngọc đi. Thôi để em ghi cho. Chị cần ghi Đức Ngọc. Chị Đức Ngọc. Chị thấy sao? Dạ kem quần mắt là 809 và kem dưỡng da ngày và đêm một bộ là 1.600.000 chị Rainbow, một hộp 800 á chị nha. Dạ hôm nay chương trình áp dụng là các chị mua mỹ phẩm sẽ được free ship, nếu chia sẻ like nha các chị, chia sẻ like mua mỹ phẩm và được free ship nha chị nha. Áp dụng với lại sản phẩm là mỹ phẩm thôi nha chị. Ok chị Đoàn Nguyễn nha, một kẻ mắt với một phấn mắt em thấy rồi. Em nghe chị Hải Yến Nguyễn ơi. Chị Lan Nguyễn em có đọc tên ạ, à. Chị Lắp Nguyễn em có đọc tên là một có hàng nha. Bình thường thì khách em uống chỉ mới một cái hộp đầu tiên thôi là đã thấy có tác dụng rồi nha chị Nguyễn Nguyễn nha. Dạ kẻ mắt nước giá tiền 270k nha chị Trương Nghiên. Ok chị Đức Ngọc ạ. Chị Vũ Thủy ơi, đặt hàng để lại đầy đủ thông tin là tên sản phẩm, chị cần đặt kèm với số điện thoại để em dễ chốt hơn nha chị Vũ Thủy nha. Ok chị Lê Lăng Anh, em sẽ lưu đơn chị lại một viên uống trắng da nhau hay cừu ạ. Chị Huỳnh Út Nhỏ lấy một kem ngày và một chống thâm quần mắt ạ. Một kem ngày, một chống thâm quần mắt. Chị Thủy Thanh lấy một sữa rửa mặt ạ. Chị Thủy Thanh một sữa rửa mặt. Các chị ơi, các chị tranh thủ đặt đi, tại vì điện thoại nhà em bây giờ cháy máy lắm. Nên mà em sẽ chốt ở trên live cho các chị. Khi mà chốt đủ ở trên live cho các chị rồi thì lần sau là các chị cứ gửi tin nhắn là các bạn sẽ lấy hàng nha các chị nhé. Mascara em không có hàng chị. Ok chị Phụng Kim sửa rửa mặt, một sửa rửa mặt. Ok chị Phụng Kim ạ. À. À chị Chính Thu dùng chống nắng mặt nạ viên uống tuyệt vời lắm các bạn nhé. À chị Hoàng Lan Mai một màu mắt chia sẻ like được 199 ạ. À chị Ngọc Hương nhau tay kiều rất là tốt, chị uống chưa hết một chai mà da một hộp mà da đã sáng hẳn. Không cần quảng cáo nhiều, không cần nói màu mè nhiều, nhưng mà quan trọng là các chị uống, các chị có được tác dụng, các chị xài có được tác dụng nhờ chị nhỉ. Chị Võ Tuyết một thâm quần mắt và một kẻ mắt là ok chị Võ Tuyết nha. Chị Đức Ngọc lấy sữa rửa mặt chống thâm, kem đa năng, kem ngày kem đêm với máy massage luôn. Ôi trời ơi, đọc gì mà nhiều dữ vậy. Choang. Trời ơi, kem này làm kỹ lắm. Chị chống thâm vùng mắt nữa. Một sữa rửa mặt này, một chống thâm này. Với một máy massage. Một máy massage. Rồi máy massage Đức Ngọc chưa mua, chị giờ này mới mua. Mà xài tuyệt vời nhờ chị nhỉ. Da nha các chị nhá, những cái bộ kem này là dành cho những da này. Em xin nói luôn ạ. Dành cho điều trị những cái da không đều màu, bị vàng da, lỗ chân lông to, sạm nám lâu năm, xám khó điều trị. Và những chị đã đi lăn kim, những chị mà đi bắn laser và da bị hư thì các chị sẽ xài một cái bộ này. Nó sẽ là cứu tinh cho làn da của các chị. Đó là các chị xài serum tinh chất tế bào gốc nhau thai kiều. Serum tinh chất tế bào gốc nhau thai kiều nó gồm nhau thai kiều và collagen tươi ạ. À, nó sẽ là những cái con kiều mà được tuyển chọn tốt nhất từ Úc để đưa về cho các chị, và các chị có thể kiểm chứng hoàn toàn 100% từ Úc. À, các chị nhá, đây là serum tinh chất tế bào gốc nhau thai kiều từ Úc ạ. Cộng với lại các chị sẽ dùng dùm em đó. Còn cái này là chống thâm, chống nhăn và chống bọng mắt. À, chiết xuất từ
chiết xuất từ tinh chất lá cây hương thảo và tinh chất lá hoa trà và những cái hợp chất từ thiên nhiên khác nữa nha chị nha. Nó sẽ làm cho mình chống tâm, chống nhân và chống bọc mắt rất là tốt nha các chị. Chống tâm, chống nhân và chống bọc mắt rất là tốt cho các chị em mình. Đó là cái sản phẩm dành cho vùng mắt riêng ạ. Và các chị ơi, nguyên một bộ thì nhiều lắm, em không biết giới thiệu làm sao cho hết được. Thì và em có một cái sản phẩm này mà từ người già đến em bé, từ trẻ nhỏ sơ sinh đến người già ai cũng phải xài, đó là cái kem đa năng. Nó vừa làm chấm mụn cho chị em mình, chấm vào vết bỏng cho chị em mình, chấm vào những nốt côn trùng cắn và chấm vào mụn, và đặc biệt là các chị chống nứt nẻ, chống khô môi rất là tốt. Đảm bảo các chị là các chị xài một cây của các hiệu nổi tiếng như là 8-900, 1,2 triệu một cái cây. Thì bây giờ các chị chuyển qua cái này thì các chị chỉ xài cái này thôi, và em đang tin chắc là nó sẽ là một cái sự bùng nổ trong năm nay với cái kem đa năng này. Giá tiền 350k một cái hộp kem đa năng này thôi. Một cái hộp to của nó là 12 tít nhỏ. Một cái hộp to này của nó là 12 tít nhỏ. Xài ok, cực kỳ ok luôn. Xài là ghiền. Các chị đi, các chị xài đi rồi các chị sẽ tự cảm nhận và các chị sẽ cho em một cái gọi là cảm nhận tốt nhất ạ. Ok chị à. Ok chị Đức Ngọc, nhớ chốt đủ, còn thiếu kem đa năng đó em. Vâng ạ, chị Trung Thái ghi chị Đức Ngọc là chốt đủ. Để bạn gọi điện cho chị. À chị Tơ Phạm, sử dụng mặt xài xong da mướt lắm, xài đá nhờ chị nhỉ. Em nói thiệt luôn, tất cả mọi khách hàng đều nói là chị trải qua biết bao nhiêu loại sửa rửa mặt, nhưng mà khi xài sửa rửa mặt. Ok chị Hoàng Lưu đã uống rồi, em chốt cho chị một hộp giảm cân nha chị nhé. Ai mà đã xài sửa rửa mặt này thì nói là sướng ơi là sướng luôn. Lấy chị Xuân Ngọc một hộp sửa rửa mặt luôn. Chị Nhi Hồng Nhi lấy một đa năng, một kem ngày, một chống nắng, một sửa rửa mặt. Ôi trời ơi, một chống kem ngày. Sao không lấy kem đêm? Kem đêm nó tác dụng chống sạm nám rất là tốt, dưỡng da cho mình, chống lão hóa rất là tốt luôn chị. Kem ngày, kem đêm đi, lấy kem ngày này. Kem ngày ba thứ phải không em? Dạ. Bộ em đang mặc có 500 mấy á chị. 550. Sửa rửa mặt là 500k các chị ơi, còn chống nắng á. À chết rồi, chị Đức Ngọc ở nước ngoài không gọi được em ơi. Ok chị Đức Ngọc nha. Em lấy chị Trang Lê chưa? Chị Hoài Nguyễn ơi, viên uống thì em tạm hết rồi. Em nợ đơn nhá, bao giờ có em trả. Bao giờ về em thì em sẽ ship cho chị ạ. Chị Dung Nguyễn một kem đêm, ok chị ạ. Chị Dung Nguyễn một kem đêm. Không, chị Đức Ngọc, chị uy tín ạ. Ok, chị Linh Anh lấy kem ngày, kem đêm luôn. Kem ngày, kem đêm, có lấy bọc mắt không em? Có lấy serum không em? Chị Hạnh Ngân lấy kem ngày đêm với kem đa năng luôn. Kem ngày, kem đêm, kem đa năng. Chị Ngọc Hoàng Hà ơi, mình đặt hàng để lại số điện thoại giùm em. Chị Hồng Nụ ơi, nãy giờ em không thấy comment đặt sản phẩm gì vậy chị? Ngày đêm đa năng. Đáng đồng tiền đúng không chị Tơ Phạm? Bởi vì em cứ thấy chị đặt là đặt thôi. Chị Anh Dương đáng đồng tiền của các chị, đáng đồng tiền bát gạo của các chị, làm đồng tiền ra đâu phải dễ các chị. Vất vả lắm, chị mệt nhọc lắm Dương. Nhưng mà nhan sắc thì phải giữ thôi. Thanh xuân là phải kêu gọi lại thôi, tuổi trẻ của mình là phải luôn luôn giữ gìn thôi, bắt buộc phải có mỹ phẩm. Nhưng mà các chị ơi, các chị đang quen em là các chị đang được xài sản phẩm giá tận gốc, giá không qua bất kỳ khâu trung gian nào, giá không cần phải bỏ chi phí gì nhiều, mà đặt tại Úc, chuyển về Việt Nam, trực tiếp nhận hàng, trực tiếp nhận hàng, trực tiếp làm giấy tờ, trực tiếp hết đó chị ạ, trong nhà làm hết. Bởi vậy nên mà tiết kiệm được rất là nhiều chi phí cho các chị ạ. Chị Anh Dương lấy một kem ngày, kem đêm ạ. Một kem ngày, một chị kem Lê đêm. Hợp lấy một thâm quầng mắt với là một máy massage. Chị Lê Hợp một thâm quầng mắt, một máy massage. Chị Ngọc Hoàng Hà lấy một kem ngày, kem đêm và một kẻ mắt nước. Kem đêm sắp hết rồi nè em ơi. À kem ngày sắp hết này. Kem ngày, kem đêm và cái gì em? Một kẻ mắt nước à. Chết rồi, kẻ mắt nước thì chưa tạm, chưa có hàng. Chị Cô Cám Jenny lấy một sữa rửa mặt à. Cô Cám sữa rửa mặt với chống nắng đi chị Cô Cám, xài ok lắm. Chị Xuân Ngọc lấy một sữa rửa mặt à. Sữa rửa mặt phải lấy chống nắng luôn chị ơi, phải chống nắng luôn. Chị Hồng Nụ lấy một kem đa năng. Chị Dung Hoàng ơi, phải có số điện thoại. Chị Hồng Nụ lấy một kem đa năng và một serum ạ. Một kem đa năng, một serum. Chị Hồng Nụ đã xài kem đa năng, à xài serum bên em chưa? À chị Hoàng Dương, em đã dùng 5 chai chống nắng rồi, đẹp rất là ok. Chị Nở Võ một kem đêm. Kem đêm là nai đây, nai là đêm đây.
Đúng rồi, chị Đức Ngọc kéo dài tuổi xanh xuân, em cũng cần kéo thôi. Chị em mình là phụ nữ ai mà chẳng muốn đẹp đúng không chị, mà đẹp đi ra đường tự tin lắm. Mặc đồ đẹp ra đường tự tin, dàn da đẹp ra đường lại càng tự tin hơn nữa. Mà da đẹp thì mặc cái gì lên cũng đẹp. Mà đơn giản lắm, nhẹ nhàng lắm, không cần cầu kỳ, không cần hoa mỹ. Tại vì là khi mà xài thì các chị sẽ cảm nhận được cái da của mình đẹp lên từng giờ từng giờ. Chị Ngân Hà em chói chút. Chị ơi chị xài nguyên bộ IHL đi. Em nhìn nhiều cái chị da mà xám xịt đi rồi nhăn nheo lại hoặc thâm nám hay là vết quầng thâm nhiều ạ. Cũng giống như em trước đây thôi, da rất là xấu. Xấu phải nói là xấu không chịu nổi ạ. À chị Nguyễn Tu Tú Anh ơi, chị một đêm kem đêm gửi Thảo em. Kem đêm gửi Thảo. Chị Gia Bảo lấy một serum mặt, một serum màu hồng mặt nạ. Chị Gia Bảo chị đã xài serum bên em chưa? Với một xài mặt nạ bên em chưa? Một viên uống nhau thay cừu với một kem đa năng, với lại một cái chum chị Hằng đang mặc size XL. Trời ơi, nhiều thứ vậy. À chị Yến Tươi, collagen Yến Tươi sản phẩm của Hằng Lê xài yên tâm mà rất là hiệu quả, đáng đồng tiền bát gạo các chị bỏ ra. Không mua nhầm và em đã xin cam đoan rằng là 100% bộ sản phẩm ngày hôm nay em giới thiệu cho các chị là 100% từ Úc nha các chị. Chị Hoa Lan một chống nắng, đúng rồi. Cái này là từ Hàn Quốc, à từ Nhật nha các chị nhá. Từ Nhật có địa chỉ công ty bên Nhật, có hết đầy đủ bên này, các chị cứ kiếm một chút em đăng vào. Chị Trịnh Nguyễn lấy một kem đêm ạ. TT một máy massage, một kem đa năng em. Chị Sen Nguyễn để lại số điện thoại giùm. Chị Hải Yến hiện mình đọc đi nhiều quá. Hiện mình đang sử dụng các sản phẩm sữa rửa mặt IHL, mặt nạ IHL, chống nắng IHL, viên uống IHL và sữa ung chúa của Hằng Lê. Với các sản phẩm trên mình đang rất hài lòng khi sử dụng, ưu điểm của các sản phẩm này cải thiện da sạch, rất đẹp và mướt, cải thiện nội tiết tố, kinh nguyệt đều và các vấn đề chăn gối của vợ chồng rất tốt. Với bản thân mình các sản phẩm rất tốt, cảm ơn chị Hằng Lê rất nhiều. Chị uống chị uống viên uống trắng da nhau tay kiểu, hoặc là chị uống cái sữa ong chúa bên em, đảm bảo là chị uống cộng với chồng chị uống. À cái này thì chị uống ở nhà, đừng cho anh chồng uống, không tốt cho đàn ông, chỉ tốt cho phụ nữ thôi. Ok chị Diễm Phúc nha. Chị Phạm Thanh Hoa đang kêu chị ạ. Bác ta đang đi viện rồi chị, chưa xuất viện. Dạ viên uống trắng da không có qua, quan trọng là bị làm sao hết, vẫn uống bình thường chị nhé. À chị Băng Tâm xài hộp mặt nạ chống nắng, xài quá gút luôn, mặt nạ thì xài đỉnh rồi đúng không chị? Chị Yến Băng cho em xin số đi chị. Dạ đúng rồi chị Trần Kim Yến, mỗi ngày một viên trước ăn sáng nha chị Kim Yến nha. Các chị nhớ mua mỹ phẩm chia sẻ like để được free ship nha các chị nhá. Chỉ cần chia sẻ like tôi sẽ được free ship, mua mỹ phẩm sẽ được free ship ạ. Chị Hồng Lê Thị em xin số điện thoại. Chị Hồng Lê Thị cho em xin số nha. Chị Michelle ơi hết rồi, viên uống em hết rồi. Chị Kha Vi em nghe chị ơi, vấn đề gì? Yêu chết rồi, nhiều comment quá. Chị Hồng Lê, Hồng Lê Thị Hồng ghi số điện thoại của chị nha em nhé. À trời ơi chết rồi, nói về điện đóm em không biết đấy chứ, em cắm sạc bình thường trái trăm mấy cũng cắm, em cứ cắm sạc thôi là sạc rồi. Tím tím có xài mỹ phẩm bên em chưa? Có xài mỹ phẩm bên em chưa chị tím tím? Chị Ánh Sao Biển.
chị Khavi bên Mỹ xài điện 110, em chả biết điện 110 là mấy nữa. Cực kỳ dễ sử dụng anh chị Trinh Lý. Không phải đâu chị Nguyễn Hằng, nhiều comment quá. Bây giờ em bắt đầu là em đi báo hàng tiếp nha các chị. Tí nữa em đưa cái đó feedback đó, sau đó thì lọc feedback đó ra cho chị sau. Ok các chị ơi. À, tí nữa thì em sẽ lọc feedback và em sẽ đăng lên những chị nào đã chia sẻ, cộng với lại có những cái chị đã chia sẻ này, sau đó thì có nhiều những cái lời mà chuẩn nhất, ý kiến chuẩn nhất về các sản phẩm đang xài bên em. Ok các chị ơi, em xin phép được ngắt like nhé, không có lại kéo dài dài dòng các chị quá. Chúc các chị có một làn da thật là đẹp, thật là như ý với những cái sản phẩm bên Hằng Lê, những cái sản phẩm đang làm mưa làm gió bên Hằng Lê và đang lấy được dòng rất là nhiều chị khách, không những ở Việt Nam mà ở Mỹ, ở nước ngoài các chị cũng đặt rất là nhiều, ở Mỹ này, ở Canada rất là nhiều, hoặc là thậm chí là ở Úc còn phải trở ngược lại để đặt hàng bên em để qua Úc xài. Thì chúc các chị một ngày tốt lành, và bây giờ em sẽ đi đón siêu báo, có những cái đợt siêu báo mà dành riêng cho các chị ạ. Ok, bye bye các chị. Cảm ơn các chị rất là nhiều.